Thưa quý vị, thưa các bạn, Tết Nguyên đán là thời điểm hàng hóa tiêu thụ lớn nhất trong năm. Dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song các doanh nghiệp đang nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, tăng nguồn hàng dự trữ, đảm bảo cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Theo vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, đến thời điểm này, các địa phương đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm không đứt gãy chuỗi sản xuất, đáp ứng đầy đủ hàng hóa phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ trong nước. Các trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ truyền thống đã tăng lượng hàng dự trữ trên cơ sở kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Hàng hóa năm nay vẫn có sự đa dạng về mẫu mã và chủng loại. Các sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn. Là thương hiệu nội thất Việt với kinh nghiệm hơn 35 năm sản xuất và kinh doanh các mặt hàng nội ngoại thất như bàn ghế inox nhựa, bàn ghế cà phê, văn phòng, gia đình, tủ nhựa, có sản phẩm được công nhận là thương hiệu quốc gia. Để phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán này, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại dịch vụ Quy Phúc đã đưa ra thị trường hơn 2 triệu sản phẩm có mẫu mã đa dạng phong phú, chất lượng cao nhưng giá thành không tăng. Tháng 10 trở lại đây thì nhà máy Quy Phúc của chúng tôi hoạt động 100% cái công suất, xe hàng được rời bến liên tục, đưa hàng hóa về nhà phân phối và đại lý và điểm bán. Tết cổ truyền đó là truyền thống bao nhiêu năm qua thì người dân Việt Nam chúng ta cũng sẽ trang bị, trang hoàng nhà cửa. Theo tôi thì sức mua ngành hàng nội thất năm nay cũng sẽ được rất là cao. Nếu như trước đây hàng nội thất ngoại chiếm ưu thế thì nay hàng Việt đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Người tiêu dùng đã tin tưởng và ưu tiên chọn mua các sản phẩm trong nước sản xuất. Các doanh nghiệp trong nước đã có sự đầu tư bài bản, sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đa dạng, giá thành cạnh tranh, đem đến những lựa chọn cho người tiêu dùng. Nằm trong kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán, năm nay Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Bảo Minh, đơn vị chuyên về cung cấp các loại gạo và nông sản, đặc sản vùng miền, đã đưa ra thị trường trên 1.000 tấn gạo đặc sản, gần 200 tấn bánh mứt kẹo, hoa quả các loại thông qua hệ thống là điểm bán hàng tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích trên toàn quốc. Đặc biệt năm nay, để phòng chống dịch COVID-19, công ty đã tăng cường việc bán hàng online để người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn. Chúng tôi sẽ bố trí cái phân bổ đấy là trong một cái trang giao diện, nhưng mà tất cả các nhà đều được lựa chọn, tức là tạo ra cái sự lựa chọn rất rộng rãi đối với người tiêu dùng. Người tiêu dùng được lựa chọn đầy đủ các mã hàng, 500 mã hàng trên trang Bảo Minh Mart, và trong 500 mã hàng đấy có hàng trăm nhà cung cấp, và trong hàng trăm nhà cung cấp đấy thì tạo ra cái sự tiện ích tới người tiêu dùng và cái chi phí rất là thấp và tiện ích để mà thấy rằng là chất lượng nhất và tốt nhất. Chất lượng bởi sao? Vì truy xuất nguồn gốc thứ rất là rõ ràng. Cái thứ hai tốt nhất bởi vì sao? Chúng tôi cũng đã lựa chọn sạch từ đồng ruộng tới bàn ăn, và cái tiêu chí kinh doanh là chịu trách nhiệm trước những sản phẩm của mình, và để làm sao mà người tiêu dùng có cái mục tiêu là mua sắm rồi là an tâm mua sắm bền vững. Theo Sở Công Thương Hà Nội cho biết, tổng giá trị hàng hóa phục vụ người dân thủ đô mua sắm dịp Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần vào khoảng gần 40.000 tỷ đồng, tương đương với dịp Tết năm trước. Các nhóm hàng cần đảm bảo cung cầu trong dịp Tết là thực phẩm thiết yếu như gạo, thực phẩm chế biến và rau củ, trái cây, mặt hàng bánh, mứt kẹo, gói quà tặng cũng được các doanh nghiệp chuẩn bị từ sớm với chủng loại phong phú. Hiện nay thì Hải Hà Kotobuki đã chuẩn bị đầy đủ các nguyên vật liệu và đã sản xuất ra hàng nghìn tấn bánh mứt kẹo, cao cấp sô-cô-la các loại. Năm nay thì Hải Hà Kotobuki cũng dành nhiều tâm huyết để cho ra các bộ sản phẩm cao cấp như hộp thiếp để phục vụ khách hàng biếu tặng, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt. Tất cả các sản phẩm sản xuất đều trên dây chuyền máy móc hiện đại công nghệ của Nhật Bản và được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, năm nay thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa tăng trưởng kinh tế. Nguồn cung hàng hóa được các địa phương chuẩn bị chu đáo. Cùng với việc triển khai nhiều chương trình phục vụ Tết, các chương trình xúc tiến thương mại cuối năm của các doanh nghiệp hàng hóa phục vụ Tết sẽ đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân bởi nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú và hệ thống phân phối phủ rộng. Dự báo giá cả hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm Tết Nguyên đán năm nay sẽ không có đột biến.